Trời ơi, kêu anh hai vô giữ em vậy nè. Quay vô đi làm công chuyện xong vô đây. Trời ơi, em nằm nghiêng luôn. Anh hai giữ em quá trời, chơi với em vậy đó, để em chơi mình vậy nè. Nằm nghiêng nên còn hôn gối nữa chứ. Quá trời ơi. Quá trời rồi. Anh hai dưới em kiểu gì đây? Anh hai dưới em vô em nằm nghiêng luôn, gác giò luôn. Quờ làm gì vậy ta? Kêu anh hai dưới em dậy đó. Nghiêng nữa kìa. Ồ, nghiêng nữa kìa. Không quan tâm đâu hả? Không quan tâm đâu hả? Hãy